Rồi, xin chào cả nhà, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Duy Đồng Hồ. Hôm nay thì em Duy Đồng Hồ lại tiếp tục gửi tới cho các bác một chiếc đến từ Seiko. Đó, bản này là bản Seiko 5 Sport, bản thiết kế rất là đẹp với cái thiết kế viền benzen có thể xoay được này. Chúng ta sẽ có một cái mặt nâu xám rất là đẹp và những cái thiết kế chảy, những cái vân nó đè lên nhau ở cái phần mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy được rất là rõ ở đây. Nó tạo cho chúng ta được cái phần mặt đó là có chiều sâu hơn. Và đặc biệt là anh em hay là các bác các chú nào yêu quý cái chiếc những cái thiết kế thể thao mang thiên hướng mạnh mẽ khỏe khoắn thì đây là một chiếc có thể nói là rất là phù hợp với anh em các bác các chú cổ tay nhỏ nhưng mà lại đam mê thể thao năng động, hay đi bơi nội rồi là hay đi tham gia những cái hoạt động thể dục thể thao thì chiếc này thì nó rất là phù hợp với anh em hay là các bác các chú đây. Đó, với cái phần mặt thì chúng ta sẽ có một cái mặt màu xanh thẫm. Đó, màu xanh sẫm như thế này và ô nịch ngày và nịch thứ được đặt ở góc hướng 3 giờ. Trước này thì chúng ta sẽ có cái thiết kế dạ quang cực kỳ to ở 12 bộ cọc số cũng như là về cái phần kim. Kim giờ và kim phút thì có cái thiết kế dạ quang to bản và kim giây thì sẽ là thiết kế màu xanh lõn chuối. Rất là đẹp và nó nổi bật hẳn hoàn toàn ở trên cái phần mặt luôn. Góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có là water system chống nước 100m, máy câu automatic với 23 chân kính ở đây. Made in Japan này, cỗ máy là 7S36. Được trang bị trên chiếc này với cái dòng của Seiko. Bản này là bản Seiko 5 Sport. Bản này thì chúng ta thay dây da thì đeo vẫn ok này. Thay dây da thì vẫn đeo vẫn được nhá. Anh em nào mà không thích dây kim loại thì có thể thay dây da với cái chiếc này. Đeo vẫn rất là đẹp, dạ quang thì đầy đủ hết ở những cái cọc số ở đây. Đó, viền benzen thì được thiết kế là viền benzen đánh bóng và có thể xoay được một chiều như thế này. Đó. Tính giờ lại cái viền benzen thì chúng ta sẽ có chức năng đó là tính giờ lại và xoay được một chiều. Đấy, rất là đẹp luôn. Kính được trang bị ở trên chiếc này chúng ta sẽ có đó là kính Hanlex các bác nhé. Kính Hanlex. Có ô nịch ngày, nịch thứ và chúng ta sẽ có cái chức năng chúng ta sẽ không có cái chức năng đó là hiking stop rồi vì đây là một cái trong những cái phân khúc giá tầm thấp của Seiko. Đây, tổng quan thì với cái chiếc này thì nó khá là nhỏ gọn nên là đeo lên tay thì đối với những em cổ tay nhỏ thì đeo vẫn rất là đẹp. Và em sẽ đo với cái size mặt đó là size 39.5 chưa tính núm các bác nhé, chưa tính núm đâu. Và độ dài là 12.2, em sẽ lên tay thử cho các bác xem với cổ tay 16 size 39.5 cho các bác hình dung ra được luôn với cái thiết kế của những cái chiếc như thế này. Đây, em nên thử cổ tay 16 cho các bác xem này. Rất là vừa luôn, vừa khít luôn, vừa khít với cái phần cổ tay luôn. Đó, nhìn rất là thể thao năng động. Chiếc này thì phù hợp với anh em hay là các bác các chú đi đánh cầu lông này, rồi là tennis hay là đi golf rất là hợp luôn. Nói chung đại loại nó sẽ rơi vào những cái thiết kế đó là thể thao đấy, nên là anh em nào hay là các bác các chú nào thích thể thao thì một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Mặt đáy thì chúng ta sẽ có là mặt đáy hở với búa văng của Seiko, với búa văng đây chúng ta sẽ có là nạp cót hai chiều Seiko này, water system chống nước 13 tương đương với 100m stainless steel tấm thép không rỉ này, made in Japan. Chúng ta sẽ có đó là thiết kế dây là dây thép ná cuộn. Đấy, dây thép ná cuộn nhẹ, bền và rất là dẻo dai. Đấy, đặc điểm của dây thép ná thì chúng ta sẽ có ở đây nó là nhẹ này, đeo lên tay nó không quá là khít và nó không quá là nặng tay. Đó, thiết kế đó là phay xước ở đây được trang bị ở trên chiếc này. Khóa thì sẽ có là khóa gập một bên và sẽ có một cái chốt cài an toàn của Seiko như thế này ở bên trên. Và mã của em gửi tới ngày hôm nay cho các bác chiếc này là FNZB23J1. Đây là bản Nhật nội địa các bác nhé. Bản J là bản Nhật nội địa này. Đó. Đầy đủ hết cho các bác cỗ máy 7S36, máy cơ automatic 23 chân kính và chống nước 100m. Đầy đủ hết ở cái thẻ táp như thế này. Rất là đẹp luôn. Và chiếc này thì em đang có ở trong cái tình trạng hàng là hàng new full box sổ tẻ và hàng mới các bác nhé. Thì bác nào yêu quý những cái thiết kế thể thao và đang cần tìm một chiếc size mặt nhỏ, thể thao, khỏe khoắn, năng động thì liên hệ qua cho em Duy. Em Duy sẽ để cho các bác mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. Đấy. Và cảm ơn các bác rất là nhiều đã bớt chút thời gian xem video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo nhé.